Dế thái vàng nha các bạn. Đây là dế thái vàng nha. Đây quay cho anh em với các bạn xem dế thái vàng. Rồi. Thì mùa này là dế là bán rất đắt nha các bạn. Dế không đủ bán ra mấy món hàng luôn nha. Mỗi năm thì nó cũng có cái giờ cái mùa này thì nó hút hàng vậy đó. Các bạn thấy mình nuôi dế rất đều không? Thì dế điều hay không điều là do người nuôi nha các bạn. Và nuôi đạt hay không đạt là cũng do người nuôi luôn. Mỗi người mỗi có cái cách nuôi khác nhau. Thì chuồng dế này bề ngang mét, bề dài 2 mét, là mình nuôi 2 khay trứng, là mình nuôi lên 2 lớp giấy. Thì nếu mà mình thu hoạch đúng thịt luôn đó, từ 17 đến 20 kg một chuồng nha các bạn. Đúng thịt nha. Còn nếu mình thu hoạch hơi sớm chút xíu nó nằm 14 đến 15 kg thôi. Còn cái chuồng bên đây thì là cái chuồng mình nuôi 1 lớp giấy, do nó tầng trệt nên mình nuôi một lớp giấy thôi, 1 khay trứng. Các bạn thấy mình nuôi dế rất là đồng đều không? Chuồng dế này là chuồng dế nó được 28 ngày tuổi nha các bạn. Do mùa này là mùa lạnh nên con dế nó hơi chậm tí nhưng mình nuôi rất là đồng đều. Còn cái sản lượng mà nuôi dế nhiều hay ít là đạt hay không đạt là do người nuôi nha các bạn. Chứ cái khay trứng là có nhiều bạn nuôi khay trứng mới đầu tiên nó nở ra dày đặc hết trơn á, mà tới cuối cùng không còn nhiều hết trơn, con bự con nhỏ. Còn mình ở đây là nuôi rất là đều nè các bạn, xem nè, trên lệch nhau 9-10. Và cái chuồng này là cái chuồng nuôi 1 lớp giấy, 1 khay trứng. Chuồng này thu hoạch đúng lứa từ 9 đến 10 kg, còn thu hoạch hơi sớm hơn một tí thì nó nằm từ 7 kg đổ, 8 kg là hết đắt, từ 7 kg thôi. Như hiện tại như vậy là 28 ngày tuổi, nếu các bạn giũ chuồng này nó nằm khoảng cỡ 7 kg nè. Hiện tại bây giờ nó trong chuồng này là khoảng 7 kg. Các bạn thấy lớp dưới nè. Mình nuôi đơn giản thôi, 1 lớp giấy thôi, đâu có làm gì gùm gà đâu. Bên đây cũng vậy, 1 khay trứng thôi. Tùy thuộc vào các bạn nuôi nha, chứ không phải là mỗi anh em mỗi người nuôi khác nhau nha. Mình biết cách nuôi thì nuôi dế đạt thôi. Các bạn thấy con dế mình nuôi rất là đồng đều nè. Quay sát cho anh em xem luôn. Không, trên lệch 9-10. Có nhiều người, có nhiều anh em nuôi con to, con nhỏ, con anh, con em, con cha, con. Rồi đâm ra nó lột xác không đều, rồi nó cắn nhau, rồi nó hao thôi. Một khay trứng nuôi ra có 2-3 kg, 4 kg là cùng. Còn mình ở đây là một khay trứng nuôi từ 7 kg trở lên. 7 kg là đúng thịt nè. Còn nếu mà mình nuôi đạt nữa là 10 kg luôn nha các bạn. Các bạn nói một khay trứng là nuôi là 10 kg là chuyện bình thường, có gì đâu. Mình nuôi đạt là với con đạt thì cũng với bữa nó đạt à. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2021 nha các bạn. Hiện tại bây giờ thời điểm hiện tại đây thì mình bán ra ngoài thì 1 kg nó từ 80 đến 100. Nhưng mà vào cái mùa hút hàng này thì mình giá tới 100 ngàn 1 kg nha các bạn. Một chuồng mình tính 10 kg thì nó 1 triệu. Bán ra được 1 triệu đó. Thì nó ăn tôi cho là 1 triệu đó, một thùng một chuồng dế gì bán ra 1 triệu đó. Rồi rồi mình trừ bao thức ăn luôn, tôi cho nó ăn bao đó, mà làm gì ăn bao. Chuồng này nó ăn cao tay lắm mà khoảng cỡ 10 kg thức ăn à, chưa được nửa bao đó, không tới 10 kg thức ăn nữa các bạn. Nó ăn rau rồi kèm rau vô đó nè. Mình cho nó ăn rau, đây là cây lứt nha. Còn riêng cái chuồng này thì là cái chuồng to. Cái chuồng to này nó nằm từ 17 đến 20 kg, nếu mình thu hoạch dế đúng lứa thì với giá từ 80 đến 100 thì các bạn cũng tính ra tiền rồi. À, một chuồng như vậy là thu nhập 1 triệu mấy một chuồng á, chứ không có dưới đâu. Chuồng này không bao giờ 10 kg nha bạn. Chuồng này đúng lứa là nó giữ trời lắm. Ở dưới này sắp lớp nè bạn ha. Còn như cỡ này thì các bạn vũ có 12 13 kg là cùng rồi. Vì gì nó còn nhỏ. Mấy cái ô này thì mình đã thu hoạch xong hết rồi. Bên đây cũng vậy luôn. Chuồng này mình đặt chỉ 1 khay trứng, bề ngang 8 tấc, bề dài 2 mét là 1 khay trứng. Còn chuồng này là chuồng to. Chuồng to này mình thu hoạch được 47 kg chuồng này. Chuồng này là bề ngang 1,5 m, bề dài 4,5 m. À, chuồng này mình nuôi chạch dưới đất thì mình thu hoạch nè, mình bán không hết luôn á. Mình bán còn cặn cù khoảng cỡ 1 kg ngoài mình để cho lên cánh luôn nha. Đây lên cánh á. Để dành lên cánh luôn, với lại bán cho mấy anh em mà móc mồi câu cá đó. Chuồng này cũng vậy. Các bạn thấy đây, à, mùa này là mùa nuôi dế rất là có bán dế rất có giá nha. Anh em mà là chọn thời điểm mà bán dế thì
cứ tăng chuồng lên vào cái mùa này. Mùa này là sẽ nuôi bán được. Thì các bạn cũng biết rồi á, vì nuôi dế thì nó nói chung là nếu mà có cái mối hàng ra, có cái đầu ra ổn định á, thì mình nuôi dế rất là lãi nha các bạn. Một chuồng dế mà các bạn cho ăn không được tới một chục ký thức ăn nữa, thì thức ăn mình mua với cái giá sỉ thì chỉ có 9.500 một ký thôi. Đó, một chục ký thì có chín mấy ngàn à. Mà trong khi đó mình thu lãi một chuồng nó tới gần hơn 1 triệu luôn. Cái chuồng này á là tôi cho là một ký là 10 ký thì nó nằm được 1 triệu đồng. Mình trừ khoảng cỡ 100.000 tiền thức ăn nữa, với lại cái công mình đi cắt rau nữa thì mình còn lãi ít nhất cũng phải từ 800 ngoài ngàn trở lên chứ không ít đâu. Các bạn thấy siêu lợi nhuận chưa? Đó. Chỉ có 1 tháng đến 1 tháng 2 ngày là mình thu hoạch trái chim nha. Còn riêng cái chuồng này mà mình làm trứng mình bán á thì nó lại khác. Con dế trứng á, các bạn làm bán với dế trứng mà các bạn có mối ra nữa thì khi mình làm dế trứng mình bán rất là có lãi. Một chuồng là mình bán 1 triệu tiền dế thịt, mà khi mình làm con dế trứng mình bán cái chuồng này nó nằm khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng mình bán khai trứng á. Cái đó là mình nói phong phỏng vậy thôi chứ mình không có làm trứng, mình không có bán trứng, mình cũng cũng tính ra này. Một chuồng như vậy 10 ký nó đẻ ra mấy chục khai trứng các bạn, mà tính các bạn một khai 100.000 thôi, mình cho khai 70.000 thôi, không bán nhiều, 70.000 thì một chục khay thì nó 700.000, 30 khay thì nó là 2.1 triệu. Một chuồng mình lấy từ 30 đến 40 khay với 10 ký dế. Rồi hôm nay quay sơ sơ cho bạn nha, các bạn thấy mình nuôi dế có điều không? Đây nè, rất là điều nè, nào quay sát luôn coi nè, đó dế rang rang luôn đó. Dế rất là điều các bạn đây nè, đó thấy điều không? Đó đó, quay sát lại cho bạn xem luôn, nó đang cục luôn nè đó. Dế rất là điều, quan trọng lắm nha, nuôi con dế điều là quan trọng lắm. Nuôi đạt hay không đạt là mình nuôi con dế điều là đạt. Rồi hôm nay chào các bạn nha.